Em và anh quen nhau gần 4 tháng. Anh đầu tư tình cảm dẫn em gặp bạn bè nhưng không công khai. Em nói anh đầu tư vào tình cảm nhưng mà lại không công khai và chưa ra mắt gia đình, anh buộc phải nghĩ ngược lại. Lý do là vì đã 4 tháng. Vì việc ra mắt gia đình chưa đủ để chứng minh là có tình cảm. Ra mắt gia đình hoàn toàn không chứng minh được điều đó. Ra mắt gia đình chỉ đủ để nói là anh không có vợ, anh cho em thấy trung thực thôi. Nhưng mà nó là cái tối thiểu khi có tình cảm. Hiểu không? Tức là nó là tối thiểu thôi chứ chưa nói lên là đủ. Mà ở đây đã 4 tháng nhưng mà Facebook thì không công khai và gia đình thì chưa ra mắt, cho nên anh buộc phải nghĩ lại là anh ta đầu tư tình cảm là anh ta chưa đầu tư gì về tình cảm cả. Ok, rồi chưa ra mắt gia đình, khả năng cao anh ta có thể đang có gia đình, tức là có vợ hay là có người yêu hay gì đó, hay là đang sống chung với người nào đó, đại loại vậy đó. Anh nhiều lần rủ em vào khách sạn rồi em từ chối, em nên từ chối. Anh nói nếu cứ đi chơi gặp nhau bình thường thì tình cảm không tiến triển được. Tiến triển mẹ gì ông còn chưa. Em ơi, người đàn ông này đã 4 tháng mà không làm điều đó, có nghĩa rằng em nên ngưng mối quan hệ đó. Em nói nếu cứ đi chơi gặp nhau bình thường thì tình cảm không tiến triển được. Em ơi, người phụ nữ có giá trị người ta ngưng, chứ không có tiến triển gì đây cả. Tại vì anh ta vừa chứng minh là anh ta không có tình cảm, hoặc là anh ta không có đến với em, sự trân trọng không có đây. Gần đây em đồng ý vào khách sạn và cho sờ trên dưới. Trời ơi. Em thấy có vẻ mối quan hệ đang đi sai. Sai từ đầu, sai từ phiên bản của em. Anh cho em biết em nên như thế nào với ngừng. Mối quan hệ này còn sửa được không? Không có gì để sửa. Anh rất tiếc. Trong tư vấn với các bạn, những cái tình huống các bạn đưa ra thì 10 tình huống, 9 tình huống là đang tổn thương và đi sai. Có một hai tình huống gì đó trong một cái livestream là đang tốt thôi. Và điều đó cũng hợp lý, tại người tốt người ta ít hỏi. Trong tình huống của em là tình huống mà chính em là không ổn. Một người đàn ông quen 4 tháng mà giấu em, anh ta chủ động giấu đó nha. Anh nói cho biết anh ta đang chủ động giấu và có lý do. Thì lý do lớn nhất là không có tình cảm với em. Tức là sao biết không? Không muốn lâu dài, sợ bị dí sau này lộ ra phiền lắm, vợ nó biết hay là cái đứa người yêu thật mình nó biết, bất cứ cái gì đó không biết. Ok, nhỏ mình đang sống chung hay nhỏ mình đang cua ở ngoài Hà Nội hay là cái đứa mình đang hẹn hò với miền Tây hay là gì đó, đại loại vậy đó, không muốn nó biết cho nên không có đưa Facebook lên, không có cho gặp gia đình, mất công lộ. Cho nên cái cô này là cái cô mà mình muốn tranh thủ gặp để quan hệ tình dục thôi, và mình bay bổng với nó, gà 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 nó phiêu lưu đồ không. Cho nên là cái mục tiêu anh ta là chỉ muốn quan hệ tình dục với em. Chính vì vậy anh ta không muốn dính dáng tới cái chuyện của anh ta, không muốn bị em làm phiền sau này. Cho nên cái mối quan hệ đó xác nhận là anh ta không có tình cảm với em. Yêu mẹ gì đấy. Yêu là người ta trân trọng, người ta làm sạch những cái quá khứ, người ta cho em thấy cái sự thật. Tại người ta không muốn mất em. Và lúc đó người ta làm tất cả những cái điều còn ở đây gì không cho quan hệ thì mối quan hệ sẽ không tiến triển được. Đó là sự áp đặt của một người đàn ông không có tình cảm. Tại người đàn ông có tình cảm không dám áp đặt. Cho nên chuyện của em là nó đã đủ để chứng minh là người đàn ông này không có tình cảm với em. Họ đang đối xử với em như là một cái gì đó phụ, để giống như anh gọi là con nhạn là đà, để hy vọng là quan hệ tình dục được, còn được thối. Cho nên anh đoán em cũng có thể có nhan sắc và anh ta đang muốn dí cái nhan sắc đó để quan hệ tình dục. Vậy thôi. Còn yêu hay rung động có hay không? Câu trả lời là xác nhận chắc chắn không có. Và em đã 4 tháng nên đủ sức để nhận ra rồi. Và mối quan hệ này không có gì để gọi là sửa. Nó có làm mối quan hệ đâu mà sửa. Nó chỉ là anh ta tranh thủ thôi. Quen nhau 1 tháng, nhắn tin hàng ngày, anh ở Sài Gòn em ở Hà Nội rồi. Anh em hậu phương anh tiền tuyến rồi. Anh muốn cưới vợ nhưng chưa thấy có kế hoạch ra Hà Nội. Ủa anh ta nói cưới vợ phải cưới em đâu. Em nói là anh muốn cưới vợ nhưng chưa thấy kế hoạch ra Hà Nội. Em ơi, em và anh ta nói quen tháng nhắn tin hàng ngày, nó có nghĩa rằng em và anh ta chưa ra mối quan hệ tình cảm. Tại vì em nói là anh ở Sài Gòn em ở Hà Nội mà tháng tức là ngắn và anh ta chưa gặp em, nó chưa là mối quan hệ nhá. Tiếp tục nè, luôn nói yêu em ơi, tháng nói gì có gặp đâu, tất cả những cái nói hoàn toàn không có giá trị. Này là nghe là biết chưa đi học rồi. Trời ơi, cái này là phải nhấn mạnh cho em nhé. Ở trong cái phần yêu xa, mai mối, hẹn hò qua mạng nha, anh có một cái phần đó. Thì anh đưa cho em nè, khi người đàn ông chưa tới gặp em vài lần, một lần cũng chưa tính nữa, vài lần mà em không quan hệ tình dục, tức là em phải là một cái phiên bản tương đối thì mới sàng lọc được. Thì lúc đó mới biết xác nhận được người đàn ông nó có rung động hay không. Tới lúc đó mới biết là có rung động hay không thôi. Chưa nói gì tới tình cảm sau này cả.
Đằng này chuyện của em là hoàn toàn chưa có gì luôn. Cho nên là bản thân anh chưa biết, bản thân anh ta cũng chưa biết, và hiển nhiên em cũng chưa biết. Tức là anh ta cũng chưa biết anh ta có tình cảm với em hay không luôn nha. Tiếp tục nè. Luôn nói yêu em, hỏi em có yêu anh ấy không. Rồi tào lao nữa rồi. Em không trả lời. Nói khi gặp trực tiếp mới trả lời. Em có nên giục anh ta ra Hà Nội, giục làm gì? Gặp em sớm không? Công việc anh rất bận. Trời ơi, giục. Em ơi, khi mà em giục, khi em nói cái đó thì anh phải xác nhận là em đổ mẹ rồi. Người đàn ông chưa từng gặp em mà em đã phụ thuộc, em đã yêu anh ta rồi. Em đúng y chang cái tình huống mà anh nói, là nhắn tin qua một thời gian người phụ nữ yêu người đàn ông luôn. Em thấy không? Bây giờ em bắt đầu tạo áp lực. Em có nên giục không? Anh ta không muốn ra, anh ta chưa muốn ra, anh ta không muốn làm gì, anh ta muốn cưới vợ. Và anh ta nói yêu em ơi, anh ta có thể nói điều đó với năm cô. Và anh ta có ra Hà Nội gặp em, có thể ra gặp bốn cô. Anh có gì cam kết ở đây đâu, anh ta còn chưa biết anh ta có tình cảm hay không nữa mà. Cho nên chẳng liên quan gì hết. Ở đây nó giống như em ngồi tưởng tượng là tất cả mọi thứ không có dưa gì xảy ra hết. Cho nên dục làm gì, anh ta có ra đâu, dục nếu anh ta muốn ra anh ta ra rồi. Em lại bị phụ thuộc rồi, em lại là hy vọng anh ta yêu em. Trong em cái cơ chế fall love nó đã xảy ra. Và em, cuộc sống của em đã không còn như trước từ điểm này. Thay đổi đi, lành đi. Những người phụ nữ mà người ta lành á, người ta có sức hút á, người ta không bao giờ vào những cái dạng mối quan hệ tào lao như thế này. Tại vì ở xung quanh người ta đã có những cái mối quan hệ tốt đẹp. Có những người đàn ông người ta tiếp cận offline hoặc là online thì chạy tới kiếm rồi. Chứ không phải ngồi đây mà ngóng cha mà một tháng không tới, không muốn tới. Ngồi đây hy vọng là anh ta tới, giục anh ta. Cho nên em chào anh chồng của bạn em có nhu cầu quan hệ tình dục rất cao. Sao biết, nên đòi hỏi quá nhiều, nên có hành động áp lực bạo hành. Trời ơi, hold on. Bạn em có chồng rồi, người chồng nó có con trai anh rồi, cha nó có nhu cầu tình dục, sao biết tới em biết hay vậy? Có phải anh ta bị bệnh và cần gặp bác sĩ chữa bệnh không anh? Với ba người vợ anh đều đối xử như vậy. Ủa, em có phải là một, ủa sao sao bây giờ vậy nè, chồng của bạn em đi đúng không? Thôi bỏ đi, anh đoán có thể là em nói chữ anh là tại vì em xưng hô theo kiểu anh ta, là chồng của bạn em có nhu cầu vợ từ giờ rất cao nên đòi hỏi quá nhiều và các bảo lành. Có phải anh ta bị bệnh và cần gặp bác sĩ chữa bệnh không anh? Với ba người vợ anh đều đối xử như vậy. Em ơi, anh nói như thế này nha. Thứ nhất á, là anh ta có thể bị bệnh hay không? Có thể, ok, và khả năng cao là bệnh. Nhưng mà cái quan trọng là vợ, tức là người vợ, tức là bạn em á, đáng thương nhưng mà nói xứng đáng thì cũng hơi quá đáng, tại vì nói xứng đáng thì các bạn sẽ buồn. Nhưng mà đi tới cái hôn nhân mà cái điều đó không biết thì có nghĩa rằng nó cũng đáng mà nó không biết nói thế nào. Thì sao mà ra tới đó rồi nè, rồi cũng không biết làm gì cho tới ngày hôm nay, mà người đàn ông này là ba người vợ, có nghĩa rằng cái dấu hiệu đó nó rõ như ban ngày từ lúc sàng lọc ở bước đầu tiên. Nhưng mà các bạn có thể lý luận là anh Tuấn ơi, cái này phải tới hôn nhân mới biết, thì câu trả lời cho các bạn nè, cái nếu như tới hôn nhân mà các bạn mới biết thì các bạn hoàn toàn chưa có kiến thức về hẹn hò hoàn toàn luôn á. Tại vì trong kiến thức hẹn hò là cái phần này nó rõ ra ở tháng thứ nhất, tháng thứ hai. Cho nên một khi mà đã đi tới cái điểm này mà anh ta đã từng có hai ba người vợ rồi, mà anh ta là người như vậy mà bạn em vẫn lấy làm chồng, thì có nghĩa bạn em hoàn toàn không biết cái cách sống hẹn hò và tới bây giờ cũng chưa biết cách sống hôn nhân. Cho nên bây giờ hỏi á, là anh ta có phải cần chữa bệnh hay không, thì anh nói cho em nè, bây giờ giả sử đúng là anh ta cần chữa bệnh và anh thấy khả năng nó rất cao nhưng anh ta không chữa thì sao? Và tiếp tục nè, tức là anh ta không muốn chữa thì làm gì anh ta được, đúng không? Thứ hai nè, anh ta chữa không khỏi thì sao? Nhưng mà cái câu hỏi phải cho em, câu hỏi đó để cái bạn của em phải là người hỏi nhưng mà em, cho nên trả lời cho em chẳng ý nghĩa gì, ok không? Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.